Shop Việt Trường Leo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Shop Việt Trường Leo. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay shop hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn hai sản phẩm mới về tại shop: chiếc đầu CD Denon S10 25 mã và chiếc đầu CD Denon 1650GL. Đây là một trong hai phiên bản bán rất chạy của shop cũng như được anh em Audiophile đón nhận với chất lượng âm thanh cực kỳ tốt và mức giá cực kỳ hợp lý. Chiếc đầu Denon S10 25 mã hiện tại có mức giá là 16,5 triệu đồng, đủ phụ kiện đi kèm và có tích hợp giải mã DAC cho anh em có thể nghe nhạc mạng trực tuyến. Và chiếc đầu CD Denon 1650GL có mức giá là 10,5 triệu đồng. Có đầy đủ khiển đi kèm. Chiếc đầu này thì cho chất lượng âm thanh dày dặn, trung thực và dễ dàng phối ghép với các dòng âm đi cổ, với hai hồi gỗ piano cực đẹp và mới chưa hề chảy xước. Thì những sản phẩm này hiện tại em đang có số lượng tại shop. Cụ thể là chiếc đầu CD S10 25 mã hiện tại ở shop em đang có khoảng 4 chiếc, và chiếc đầu CD 1650GL em cũng có 3 chiếc để phục vụ quý vị và các bạn. Vì vậy mời anh em có thể liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại ở trên tâm biển, hoặc có thể trực tiếp qua shop trải nghiệm và em sẽ có những mức giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ tốt gửi tới quý vị và các bạn. Và sau đây em sẽ quay chi tiết hai cái sản phẩm mới về ngày hôm nay để giới thiệu tới quý vị và các bạn, là một trong những sản phẩm em vừa khui thùng về vào ngày 16 tháng 4 năm 2021 em muốn gửi tới quý vị và các bạn. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn quan sát hình thức bên ngoài của hai sản phẩm này. Hai chiếc đầu đều đẹp xuất sắc, không hề có một gợn cấn hay là chảy xước. Đây tất cả ốc của chiếc đầu này và hồi gỗ piano của chiếc đầu GL còn đẹp xuất sắc. Đây, em sẽ quay phía sau cho anh em cùng quan sát này. Tuyệt đẹp cực mới luôn. Cả hai máy móc đều sáng choang, cực đẹp. Đó, đây, chiếc đầu CD DCD S10 25 mã Made in Japan. Để dùng nguồn điện 100V 20W. Đó. Và chiếc đây là chiếc đầu Denon 1650GL nguồn điện 100V với công suất tiêu thụ là 19W, cũng made in Japan. Đó. Và em xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Và anh em đừng quên cho em một like, một share cũng như một subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.